xin chào các bạn, mình là Bảo Minh. Những tập trước thì mình có làm nhạc của bạn Cười Giải rất là hiện đại, nên hôm nay mình sẽ làm nhạc của một bạn rất là đặc biệt nha. Bạn đó là ai? Điểm và sẽ qua nhạc của bạn ấy nha. Tinh thần, đó là nhạc của Ma Kết. Đây, nhà Ma Kết trông rất là cổ đó các bạn. Mình còn rất là nhiều những cái sân rộng nhưng mà mình không có vẻ đủ luôn, một chai mình không đủ luôn. Đây, ở đây có ghi chữ nhà Ma Kết nè. Chào các bạn, mình là Ma Kết đó. Mình có một mái tóc rất là dài, thật là dài luôn, có 8 cục nha. Đây là bộ quần áo mình thích nhất. Đây là nhà của mình, có một con dê, có hai cái sừng y chang trên đầu mình nè. Đó, mình nhìn thì giống bánh sừng trâu. Rồi tại mình có một cái rau rất là dễ thương ha. Và mẹ mình thường trồng những bụi cỏ đẹp nè. Đó, để ngôi nhà thêm mát. Còn bên này là cửa sổ và một cái đuôi này là trên tóc của mình đó. Bây giờ mình sẽ vào nhà nha. Đây, vào nhà. Đây là phòng của mình, đây là giường ngủ của mình nè. Mình thì rất là thích đọc sách, sách gì mình cũng đọc được hết. Đây, ở trên này thì có truyện rồi sách khoa học đó, mình nghiên cứu nhiều thứ lắm đó. Mình sẽ ngủ ở đây và trước khi đi ngủ mình phải đọc 10 trang sách đó. Và còn bên này là một cái kệ sách lớn luôn, tại vì lúc trước mình để trong những cái thùng đó không đủ, nên bây giờ mình cho ba mình làm cho mình một cái tủ để thật là nhiều sách luôn nè, sách quá trời dày luôn. Còn bên này là một cái kệ để mình có thể để những bút viết rồi những cái đồ chơi của mình đó. Này, để con này để trang trí dễ thương này các bạn đó. Còn bên này là phía bàn học của mình, trong này là những bài tập điểm A và hay gọi là điểm 10 đó. Đó, từ đầu năm đến giờ mình được 3 cái rồi nha, mới đầu năm thôi mình được 3 cái rồi đó, không biết nguyên năm được mấy cái nữa. Còn đây là cái cặp để mình đi chơi với bạn, còn đây là cái cặp mình hay đi học nè, rất là nhỏ nhắn xinh xinh nha, tại vì mình để cuốn tập với lại viết à. Còn bên này là bàn học của mình, rất là thích ngăn nắp đó. Đây, kính lúp để mình soi từ điển hay là cái gì đó đó các bạn. Thước nè. Đây là tô mì. Thôi bây giờ mình đã bụng rồi, mình sẽ ăn đây. Ăn rồi bây giờ mình sẽ đọc sách đó. Đó, mình ăn, mình đi vệ sinh mình cũng đọc sách nữa. Rồi, đây là sách từ điển khoa học đó nha các bạn. Giờ mình sẽ qua phòng tiếp theo. Đây là cái tủ đồ của mình. Mình rất là nhiều đồ luôn. Đó, đây là áo dài nè các bạn, dài nè, rất là dễ thương luôn nha. Và đây là cái túi mang theo áo dài. Các bạn ơi, các bạn thấy bộ áo dài của mình đẹp không? Đó, có một cái cười dài thì mình mới được nhiều lì xì nha. Rồi giờ mình sẽ cởi ra. Đó, và đây là áo dài nha. Còn đây là một cái đầm tết như mình mặc đi chơi đó các bạn, rất là dễ thương luôn, đi dạo phố. Các bạn nhớ cái đầm này mặc ở tập nào không, hãy bình luận ở bên dưới nha. Đó. Đây, bộ này chỉ có màu cam, mình rất là thích màu cam. Còn đây là một bộ chơi bóng chày, bộ này là lúc mà mình chơi với lại mấy bạn mình sớm đó các bạn. Đó. Bộ này thì mình cực kỳ thích luôn, ba mình tặng cho mình lúc sinh nhật. Đây là bộ chơi bóng chày màu trắng và đôi giày màu đỏ nha, rất là dễ thương luôn. Đây, rồi giờ mình sẽ cất vào tủ. Còn đây là bộ này mình luôn nhớ luôn, đây là bộ đi bơi đó, mình đi bơi với Thiên Yến lúc mà Thiên Yến giận Cự Giải đó, bộ này rất là ngắn. Đây, rất là dễ thương luôn nha. Lúc mình đi bơi mình sẽ mặc cái này cho các bạn xem nha. Bây giờ thì cất vào tủ, mình sẽ cất cho ngăn nắp. Đó, trong các những cái bộ đồ này thì các bạn thích bộ nào? Còn mình thì mình thích cái bộ mình đang mặc. Nhưng mình hơi lộn đề à. Trong này thì bộ này mình cũng thích. Đó, đi ra theo cái này dưới nhà ta, chắc là nhiều đồ quá đó, mình phải bớt mới được. Không, bộ này quý lắm, không thể nào không thấy được. Các bạn thấy nhà của mình đẹp không? Nếu các bạn thích nhà của mình thì hãy cho mình một cái like, share và nhớ đăng ký trên kênh Bảo Minh Channel nhé. Bye bye, hẹn gặp lại. Bye bye. Các bạn nhớ đón xem những cung hành đạo, nhà của cung hành đạo tiếp theo nha. Bye bye các bạn. Bây giờ mình đang cái bụng đọc sách rồi, đi đọc sách đây. Sách này ngày mai, hôm nay á, một ngày mình đọc 20 trang, sớm ấy, đọc có 20 trang đọc không nhớ được. Không, đọc chẳng mình mới nghiên cứu được. Nè,